Xin chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Và trên clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta một đôi lò cực kỳ độc hiếm đến từ thương hiệu Evan của Mỹ. Đây đôi lò đứng trước màn hình chúng ta. Đôi lò này với cấu tạo thì 1m20cm và một cái chép đơn rất là đẹp và độc, hai lỗ thông hơi to dữ luôn. Đó, bây giờ thì em xin phép lấy các bạn xuống để em quay cái model của nó cho quý vị và các bạn chúng ta xem. Cái model nó hơi dài và hơi lạ quý vị ha. Cái dòng lo quá độc, cái thùng nó cũng rất là to và nặng quý vị ha. Đây, model của nó là Studio Precision. Cái hàng chữ đó quý vị ha, cái hàng chữ đó. Và 8, 8 đây là 8 inch là 20cm đó quý vị. Studio Precision. Precision quý vị ha. Đó, Studio Precision 8 đến từ thương hiệu Evan của Mỹ. Evan của Mỹ nghe cái gì nha. Nghe anh em ta nói đây là những cái dòng loa kiểm âm cực kỳ hiếm có trên thị trường, và giá lúc xưa khi mà tại thời điểm nó xuất xưởng thì nó rất là đắt giá quý vị. Bây giờ chắc âm của nó rất là chính xác. Mình cũng nghiên cứu web của nó, mình thấy cái cụ Anico của nó, cụ từ của nó rất là ngộ quý vị ha. Thì chút nữa mình sẽ mở cái loa này ra để chúng ta khám phá, ta xem thử coi cái nội thất của nó thế nào quý vị ha. Mà nghe anh em đánh giá trên các diễn đàn nó cực kỳ hay. Đó. Và đôi lo này hôm nay thì nó về với shop mình với hình thức thì cũng còn nguyên zin, còn khá đẹp ha. Tuy nhiên thì các góc cạnh nó cũ theo thời gian thì nó có chày chụa góc cạnh nha. Góc cạnh có chày chụa. Thì mình không có xử lý luôn, mình không có dọn gì hết á. Mình chỉ chấm miếng keo 502 mình gia cố lại cho nó cứng nằm im đó. Đó. Còn ngoài ra là không có xử lý dọn thùng quý vị. Thấy nó còn đẹp quá thôi dọn uổng. Để cho đúng xin cái gì ha. Đó, bây giờ thì mình sẽ quay tiếng lo trước đi, rồi sau đó thì mình sẽ đo cái kích thước thùng lo cho cái gì xem. Nè, chép nữa đi ha, chép đơm hình xéo xéo, tròn tròn rất đẹp, dạng hình elip đi. Còn cái bát này gì ha, màng thì giống như màng carbon hay là giấy bóng gì ha, gân thì gân cao su, cái kiềng này thì bằng kim loại đi ha, bằng kim loại. Tiếng lo đẹp can xe băng, mặt tiền đẹp can xe băng luôn nghe quý vị nha. Đẹp dữ dội nha. Ừ. Quá đẹp quý vị ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho quý vị xem tất cả lo đài, lo như là thùng gì hết luôn nha. Bát đó này quý vị ha. Hết kiền là 22 nhưng mà cái gân đó là 20cm nghe quý vị. Bát 20. Cái chép thì bày ngang được 12 quý vị ha. Chép hình elip, bề cao lại được 9. Đó là cái kích thước của lò ha. Lỗ thông hơi thì cũng khá lớn, đường kính lỗ thông hơi thì cũng được 6cm. Rồi giờ mình sẽ đo kích thước lò cho quý vị xem. Thì chiều cao lò thì nó được là 40 nghe quý vị, chiều cao nè 40, chiều ngang rất là lớn, chiều ngang 32, 40-32 và hậu sâu 30. Đó, cái dòng lo này thì nó thiết kế là không có dây căng nha quý vị nha, không có dây căng luôn, bởi vì nó không có chấu lại đại dây căng nè. Mình cũng coi trên những cái kênh của anh em ta bán thì cái dòng lo này thì nó đúng là không có dây căng quý vị, không có dây căng. Thương hiệu Evan viết dưới đây, và cái model thì đây, Studio Precision 8 đó quý vị ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay xung quanh cho quý vị và các bạn xem thành vách của nó. Lo còn rất là đẹp nè quý vị, thành vách nè, ngay chạy chỗ có chạy chỗ nè anh em ha, không có xử lý ha. Đó, chạy nhẹ nhẹ đây, góc cạnh cũng có chạy nhẹ nhẹ nè quý vị ha. Đó, quá nặng và những cái dòng này thì đồ bãi nó quăng tới quăng lui, nó ghim tới ghim lui, thường thường nó ghê vào cái trạng thái là nó ưa bị những cái góc cạnh nó ưa bị mẻ quý vị. Đây phần sau lưng nó quý vị ha, cũng còn khá là đẹp ha. Tuy nhiên thì các góc cạnh là nó không có xuất sắc quý vị ha, nhưng mà nó không có nở và nó không có bể nghe quý vị nha, nó chỉ dập dập cái cạnh này em dán keo lại, chấm keo 502 cho nó cứng lại. Đó, cái thùng nó rất là dày quý vị ha, gỗ nó rất là dày quý vị, nó đóng cái gỗ này dày dữ dội luôn quý vị, hai phân đó quý vị, đúng hai phân luôn, thùng nhỏ nhưng mà đóng gỗ dày. Đó, và ở đây thì mình sẽ quay cho quý vị xem nè quý vị, đúng là sau lưng này nó cũng có cái tem model nào gì ha,
Đó. Vì thấy chưa? Studio Precision 8. Cái hàng chính giữa đó gì ha. Đó. Có mã vạch được tất cả các thứ nghe gì nha. Và thương hiệu Avan đến từ Mỹ nha. Đây là sao mà đây là phần phía lưng ha. Tiếp tục thì mình cho hai cái lưng ở đâu vào nhau. Đây, khi hai cái lưng nó đầu vào nhau thì dắt bên đây. Cái gì ha? Dơ nè, gì ha? Trời đẹp nè. Chỗ này thì có chạy xước nha gì nha, chạy xước nha. Góc nè. Đó, cái này dơ nha gì nha. Dơ, cái này chùi hết mình chưa có lau kỹ. Đó. Nói chung là thành vách nó ok, góc nó thì có mẻ dập dập chút đỉnh nha. Rồi. Và cái ở mặt trước của nó thì nó sơn bóng pino nghe gì nha, bóng hế mặt trước luôn nha. Đó. Rồi, cái phần cấu tạo ngoài của nó vậy quý vị ha. Đò này bánh bát chỉ lắm ạ, nhìn nó thùng lực lắm. Mình mời quý vị vào xem phần nội thất của nó để mở ra xem quý vị. Đây, em mời quý vị và các bạn chúng ta cùng ngắm xem cái nội thất của đôi Evan, Evan đó quý vị. Evan Recent Precision 8. Cái model nó lạ vậy cho nên cũng khó kêu vì model nó đặt hơi bị dài. Đó thì bây giờ thì cái nội thất nó mình mở ra hết luôn để mà mình thấy lon nó lạ, mình mở ra hết nội thất để khám phá cùng với anh em thôi. Thì thấy thì nó cái cổ bát nó gấu lắm quý vị ha. Và 500 nó cực là ngộ, cực kỳ hiếm luôn quý vị. Chép nó cũng cắt là ngộ 500 nè. Nhỏ nhưng mà nó kêu ác lắm mà. Đôi này mình nghiên cứu trên những cái diễn đàn anh em người ta nói là những cái dòng này thuộc những dòng kiểm âm của Mỹ không đó quý vị. Cực kỳ chất lượng luôn, tiếng cực kỳ tốt. Đặc biệt cái 500 này giống như là 500 ống bơ của những cái dòng mà AR mà cũng từ ống bơ vậy đó quý vị. Ngộ dữ dằn ha. Đây thì bây giờ mình sẽ đo cái phần 500 nó cho quý vị và các bạn xem. Từ này từ Anico nè quý vị, hít rất là nhẹ, như là hình như là không hít luôn nè quý vị. Ồ, quá dữ rồi quý vị ơi. Đây là cái dạng đồ hiếm có, đồ độc quý vị ha. Bề ngang á, thì cái đường kính của cái cụ từ này thì là 9 cm. Và cái là nó sâu nè nó quý vị. Cái cũ 500 không là nó như vậy nè, 5 cm quý vị. Cũ 500 không á, 5 cm. Đó, nguyên một cái giống như từ ống bơ vậy đó ha. Cái trước cái sau hết này thì nó 12 quý vị. Đó. Đó là cái phần 500 của cụ bát quý vị ha. Còn cụ chép á thì đúng là 500 Anico luôn quý vị ơi, không hết quý vị ơi. Dữ quá, 500 lạ luôn quý vị ơi. 4 cm thôi quý vị. Đó, không có hết một miếng luôn quý vị. Ngộ ra. Đó. Mới thấy luôn quý vị. Mấy cái từ móng lừa, móng ngựa này kia nữa, của mấy cái lo cổ thì mình thấy nó còn hít nhẹ nhẹ, sao mà 500 này nó không hít. quá độc. Ok vậy ha, bây giờ mình sẽ xoay để mình quay cho quý vị và các bạn thấy cái phần cổ con nhện của nó trong đó. Đó, đồ này thì nó zin 100% luôn nghe quý vị nha. Trong đó là keo zin của nó chứ không phải là keo mình mới nghe quý vị nha. Quý vị có thể nhìn cái 500 của nó nè. Đó, dây rốn này kia nọ các thứ ha. Đó. Ở đây nó cũng đóng số đàng hoàng nghe quý vị nha. Evan, Evan quý vị, đọc là tiếng đúng 1821 3603. Đó, có chữ có số đàng hoàng nghe quý vị. Đó, đồ thì sạch sẽ, đẹp, sạch, zin. Ok quý vị. Đó, 500 cực kỳ lạ và gấu luôn. Đây, phân tầng của nó thì cũng có phân tầng, có cuộn điện trở và tủ quý vị ha. Phân tầng của nó thì vậy đó, nằm ở trong đó. Và hai cái ống thông hơi nó rất là ngặt quý vị ha, nó làm giống như là hai cái ống cong cong nè quý vị, hai ống lò xo ở ngoài thì vậy đó, vuốt lò xo cong kịch hai cọng dây để vậy cho tiếng nó hay đó quý vị. Rồi thì có bông tiêu âm được chậm luôn ha. 500 quá độc rồi. Chiếc bên đây, trên đây nó cũng có đóng cái số logo của nó gì ha, số gì sản xuất gì đó gì. Đây nè, đó thằng keo chỉ trong đó gì ha. Đó thì thấy keo 500 nó nè, zin này, rồi keo nhện sát cổ nè cũng zin này, cái đó là keo zin của nó cái gì nha. Keo nó dạng nó chơi keo gì bóng bóng đẹp lắm cái gì đó nè. Bây giờ thấy dấu hàng nè gì ha, chất lượng ha. Đây cũng có đèn
yên lành 1821 đó, số đàng hoàng. 500 cũng rất là nặng như vậy nha, cầm tay cũng rất là nặng á, cũng rất đẹp và độc luôn. Đây phân tầng và hai cái lỗ hơi ngộ ngộ đó, này độc lạ luôn quý vị, độc lạ luôn. Đây cụ chép nó cũng độc quý vị ha, chép nhỏ. 500 sao không hít ta, thắc mắc quá. 500 ta phải đẩy luôn, cặp 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 cái này không hết vậy đó. Ok rồi quý vị ha, 500 lạ độc chiêu luôn, cực kỳ hiếm có nghe quý vị. Bây giờ mình sẽ ghép vô và test cho anh em nghe biết chất lượng của nó luôn nha. Và tiếp tục thì bây giờ em mời quý vị và các bạn sẽ nghe em test đôi lo Evan Studio Bri CCN8 à, model nó dài cả cây số rồi. Và tiếng Anh nữa, mình đó thì dốt tiếng Anh mà đọc thứ này chết luôn. Rồi ok quý vị ha, bây giờ thì nguồn nhạc hôm nay thì em test trên YouTube của anh em ta phát và vẫn là nhạc không có lời để biết là lo hoạt động thôi nghe quý vị nha. Còn chắc âm sâu lắng chi tiết tí tách của nó thì anh em ghép vào những con âm ly hợp tai của anh em thì có thể là sẽ nghe hay hơn. Còn mình ở đây thì mình test là vấn đề là để anh em biết là lo nó còn sống và nó hoạt động tốt đó. Còn anh em nào muốn mà hay hơn nữa thì chúng ta nghiên cứu coi con nào ghép hợp thì chúng ta có thể là lựa chọn bộ âm ly và cặp lo theo ý của chúng ta quý vị ha. Bây giờ thì mình vẫn test với con âm ly 7800 mắt đôi răng chìa quý vị. Đó, răng nó chìa cái nào gì, đại gọi là 7800 răng chìa đó quý vị. Đó, mình lên volume mời anh em nghe nha. Ồ, quá hay nha. Ok anh em ha, thì lo hoạt động tốt, phải nói là hay luôn em. Bắt con này, bắt đôi này hay lắm gì ha. Chép nó nhỏ, đúng là chép nhỏ mà chép ngộ thiệt quý vị. Bắt nó cũng ngộ luôn, từ lạ mà nó hát, phải nói là thật là ấn tượng. À, bây giờ thì em xin báo giá cho luôn đôi lo này luôn quý vị nha. Quý vị chỉ cần bỏ ra 5,5 triệu thôi, quý vị sở hữu một đôi lo phải nói là trên cả tuyệt vời. Đôi này thì chắc âm nó vượt xa tầm tiền nhiều lắm quý vị. Đôi này chắc mà nếu mà những cái anh em mà người ta mà thích vào cái bộ sưu tầm của người ta mà gặp mấy cái shop mà người ta dọn thùng đồ đẹp can xe chúng ta bán tầm 8-9 triệu khải ru quý vị. Thấy đôi này chắc âm ấn tượng lắm quý vị ha. Đó quý vị và các bạn cứ nghiên cứu thoải mái trên các diễn đàn cũng như là chắc trên các trang khác của anh em ta bán. Rồi thì quý vị quay lại đây cũng không muộn ha. Đây là Evan Studio Bri CCN8 bass 20cm và một chép đơn. Shop Trần Thảo An Khang xin giao lưu đến quý vị và các bạn với giá là 5,5 triệu. Và giá này thì chưa bao gồm chi phí vận chuyển vì nhớ giùm em ha. Đôi lo này cũng khá to vì nha. Rồi đến đây thì em xin dừng clip nha quý vị. Quý vị nhớ cho em xin một like trên clip quý vị nha. Quý vị và các bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để theo dõi và đón xem những clip mà mình up lên sớm nhất hàng ngày. Em xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các clip sau.